cái này là bò diên thịt lằm trứng cút mực. Mực này là mực nang hết quá. Đúng rồi, mực nang. À, mực nang còn ở đây cô bán mấy loại? Tôi bán là hai loại, loại mực này là mực bán, còn cái mực kia 130, loại 130 bán cho khách về đem về ta. À. Là 130 một ký, đây bán là mực được đó. Ở đây mà mực này bán tới mười mấy hai chục ký mực. Cái nước dùng của mình là mình cũng đã hầm và cho gia vị ở trong đó rồi đúng không? Đúng rồi, hầm xương từ xương. Dạ. Rồi. Có mình bán nguyên ngày luôn hả cô? Đúng rồi, bán nguyên ngày. Hàng ngày như vậy là cô đứng bếp một mình luôn hả? Không, hai người. Chia sớt. Thay đổi nhau hả? Thay đổi nhau mấy em chịu rồi. Nên cô đâu có làm biết đâu. Buổi chiều thì khai thằng cháu là. Dạ. Cái người kia là buổi sáng của cô này. Mình chế bước vô cột cô chế. Hai. Ồ. Một mang về. Cô có cái ca bự quá hả? Có. Cái ca là nó bự. Bác xí quách luôn mà. Dạ, bác xí quách. Ở đây mình có xí quách nè. Có, đây có bác xí quách hả? Dạ. Hi, mình là tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV sáng ngày hôm nay nha. Quý vị thân mến, tiếp tục chương trình ẩm thực tại Gò Vấp quý vị ơi. Hôm nay chúng ta qua quán hủ tiếu mực Hoàng Phúc. Đây là một trong những quán mà chúng ta thấy đi theo khán giả quý vị nhé. Chúng ta thấy có một hai chị gì đó nhắn tin bình luận nói là quán này ăn được mà giá bình dân á. Nên hôm nay chúng ta tìm qua đây để quay và chia sẻ gửi đến toàn thể quý vị. Để quý vị nào mà mình có đi đến Gò Vấp á, thì mình có thể ghé ở đây trải nghiệm xem sao. Nhìn ở ngoài đây thấy giá có 35k thôi. Thời gian bán thì từ 6 giờ sáng đến 20 giờ đêm. Cái địa chỉ chính xác là 130 đường số 4, phường 16, quận Gò Vấp. Đi bây giờ xin mời quý vị cùng với Phú Tha đi vào bên trong nha. Hiện tại thì khách đang ăn rất là đông. Xe để hết chỗ luôn á. Tại hôm bữa Phú Tha quay ở dưới Vũng Tàu á. Vũng Tàu thì ở đó là thành phố du lịch quý vị. Nên cái giá chúng ta thấy cũng khá cao, sáu mấy, bảy mấy gì đó thì nhiều. Hoa đứng vào đây thì Hoa. Thì có nhiều chị đó nói là ở Gò Vấp cũng có hủ tiếu hải sản mà ăn giá bình dân lắm mà ngon đó chứ. Thì giới thiệu cho chúng ta quán này. Đi vào bên trong này quý vị đang nhìn thấy khách này. Ở đây người ta cũng nấu từng cái nồi vậy nè. Ở đây chỉ có hai bếp thôi. À. Có vừa bán vừa tính tiền luôn hả con? Rồi đúng rồi, vừa bán vừa tính tiền. Dạ. Cô làm cho vợ con một tô đầy đủ trước nha. Hả? Làm cho vợ con một tô đầy đủ trước nha. Đặc biệt 40 phải không? Dạ, đặc biệt. Nhưng mà khỏi bỏ hành phi. Khỏi bỏ hành phi phải không? Dạ. Cái này là bò viên, thịt bằm, trứng cút, mực. Dạ. Mực này là mực nang hả cô? Đúng rồi, mực nang. Để xem cô làm. Tại con đi quay có nhiều khán giả tới giới thiệu á, nói quán của mình ăn ngon mà bình dân lắm. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Mình rồi. Bán được lâu chưa con? Lâu rồi, 5 năm rồi con. Dạ, yeah, 5 năm. 5 năm. Hả? 40. Cảm ơn. Đầu tiên thì cô cho nước dùng. Đúng rồi. Vào chảo, sau đó nấu cho nó sôi. Và bỏ tóc đi vào. Tùy theo khách gọi cái gì thì cô sẽ bỏ cái đó. Đúng rồi. Khách nói kêu tô đặc biệt thì cô làm tô đặc biệt, còn tô thường thì làm tô thường. Cái nồi nước dùng của cô bên đây. Cô sao hủ tiếu mực là người ta hay nấu riêng từng nồi về cô nhỉ? Nấu này cho nó nóng nó mới ngon em. À. Ừ đúng rồi, cái này làm cho nó nóng lên nó mới ngon, còn mà đây thì khách thích thì làm như vậy. Dạ. Yeah. Ở đây khách đây bán đông liền. Cái nước dùng của mình là mình cũng đã hầm và cho gia vị ở trong đó rồi đúng không cô? Đúng rồi, hầm xương từ xương á. Dạ. Rồi. Có mình bán nguyên ngày luôn hả cô? Đúng rồi, bán nguyên ngày.
Cái thời gian nào là đông nhất của nhà? Thời gian giấc sáng, giấc chiều cả 6 giờ. Dạ. Đó, như vậy là một tô nè. Tô này là 40 đây hả cô? Đúng rồi, tô 40. Cái này không hành phi phải không? Dạ, vợ con không hành phi. Hấp dẫn chưa? Tại có trứng, vậy nên cái nước dùng nó... Nước dùng làm từ xưa. Dạ. Nó lợn cường cái trứng. Ăn đã gì cưng? Ăn đây chứ. Rồi ngồi đi chứ. Hấp dẫn quá. Cô bỏ 3 viên bò viên luôn hả? Đúng rồi, đặc biệt là 3 viên bò viên đó. Dạ. Đó, đặc biệt đó cũng 3 viên bò viên đó. Dạ. Làm 3 viên bò viên. Hai ơi, bưng cho anh bảo vệ thôi. Tô thượng đặc biệt á. Thập cẩm. Thập cẩm. Thập cẩm. Thập cẩm là giống đặc biệt đúng không cô? Đúng rồi, thập cẩm là đặc biệt. Chưa, cái đó để cái đó cái tô đâu rồi? À, vợ con á. À, bên góc đây. Bên góc đó đó chứ, bên góc đó dạ. Dạ của cái này người ta không có ăn bò viên, mình lấy mực. Dạ, yeah. Ai mà biệt. Không ăn cái gì thì bỏ thêm cái khác. Đúng rồi, bỏ thêm cái khác vô. Rồi. Hàng ngày như vậy là cô đứng bếp một mình luôn hả? Không, hai người. À. Chia sớm. Thay đổi nhau hả? Thay đổi nhau mới chịu nổi. Thì nên cô đâu có làm đứng nữa. Buổi chiều thì thay cho thằng cháu làm. Dạ. Yeah. Người kia là buổi sáng cô làm. Dạ. Trước khi mà cho ra tô thì cô sẽ vớt bột. Dạ. Không, em không có mua mà chưa. Vì nào mình có thời gian thì mình ngồi ở đây ăn, còn không thì mình mua về. Đúng rồi. Này đặc biệt. Wow. Không có vào riêng. Dạ, yeah, hấp dẫn quá. Rồi bước ra bưng đi nha. Đặc biệt không vào riêng. Chế bước vô cột rồi chứ. Hai. Ồ. Cột mang về. Cô có cái ca bự quá hả? Có. Cái ca này nó bự. Bán xí quách luôn mà. Dạ, bán xí quách luôn. Ồ, đây mình có xí quách nữa hả? Có, đây có bán xí quách nữa. Dạ. Hai ơi, lấy tàu đựng xí quách vô hai. Út ơi, lấy tàu đựng xí quách vô Út ơi. Nè, đựng vô đi. Đó, lót xí quách, để xí quách cho em. Để vô đây. Cái này bánh không trụng hả? Trụng gì? Trụng bánh hết. Bây giờ đi qua nhiều nơi thì thấy cái ca của cô là to nhất luôn á. Tại vì cái ca của cô bán xí quách nữa. Dạ. Yeah. Như mà người ta mua 150, 200, 300 gì đó. Yeah. Ở đây bán xí quách được đó. Ngoài hủ tiếu ra thì mình có mì gói với lại mì sợi nữa hả? Mì gói, mì tươi, bánh canh. Yeah. Ở Gò Vấp hình như người ta ít bán món hủ tiếu mực giống cô ha. Hả? Ở Gò Vấp á, thấy cũng ít quán bán ha. Ở đây mà bán thì bán được. Mà cô là người ở đây luôn hả? Cô người Cà Mau. À, người Cà Mau. Ừ. Trước cô không có bán, cô đi làm cho thằng Phúc này chủ này nè. À. Rồi cái nó thấy cô làm được rồi nó để lại cho cô mướn bán luôn. À vậy hả? Ừ. Dạ. Yeah.
ba. Đó đó là hai cho ba phần phải không? Đây cho anh thêm phần đó nè. Nè 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 cột vô đi. Rồi. Một phần đem về không kiếm cút. Ba tô. Hai tô hả? Hai tô. Hai tô rồi. Cái đó là ba dắt mình chia ra là tôi bị. Cái này không chín cút. Có để nước quá nhiều quá sợ nó trào không? Nó mình nấu vừa vừa rồi nó ít ít cho đợi đủ để vô tô không có đủ. Dạ. Để tô người ta ăn không đủ, người ta xin tôi. Nó sôi gì nó mới chín con mực, còn để ít ít nước nó lưng lưng nó không chín con mực. Dạ. Tại mực cũng to nó dày. Đúng rồi, mực to dày là phải phải nấu rất nhiều. Tức ra là một tháng mình có ngày nào nghỉ không con? Không, cô làm suốt luôn à. Dạ, bán cô suốt không có ngày nào nghỉ chứ. Cô bán sơ suốt luôn à. Sáng thì 4 giờ cô thức rồi, hầm nước lèo. Còn bà sáng cỡ 5 giờ là mình có, mình bán rồi. Dạ. Bán tới chiều rồi tới 8 giờ. Cô bán tới 8 giờ tối mới nghỉ. Chiều khách đông lắm. Dạ. Chiều người ta đi làm việc về, chiều người ta ăn. Đâu có ai mình nấu, đâu có ai đưa chú đó đi. Còn bán. Nhỏ chưa chú? Thịt bằm là để sau cùng. Đúng rồi, thịt bằm để sau. Con tên gì? Con tên Thành. Thành hả? Dạ. Muốn vô cái clip đó coi được để dạ, đây. Cô vào Vina TV nha. Hả? Vina TV. Vina TV của em, dạ. Con. Dạ. Vina TV. Bây giờ có nhiều người quay con. Đúng rồi. Vô đó coi, mình nói mình vô, mình muốn vô coi. Yeah. Sao cô làm cho con tô thập cẩm đầy đủ đi nha. Đủ rồi. Mực nó cũng có nhiều loại mực đúng không cô? Mực nang rồi con. Ở đây cô bán mấy loại? Cô bán là hai loại, loại mực này là mực bán, còn cái mực kia 130, loại 130 bán cho khách về đem về tăng á. Là 130 một ký, đây bán mực được đó. Ở đây mà một ngày bán cỡ mười mấy 20 ký mực. Mười mấy 20 ký mực. Đây bán được mực, tại vì cái mực nó ngon rồi người ta ăn được rồi người ta đem về họ làm. Cô lấy mực Vũng Tàu hả? Cà Mau. Cà Mau. Cà Mau. Này hành ngồi đầy đủ rồi. Dạ đầy đủ chừng con. Rồi vào thưởng thức thôi. Hả? Vậy là 40 hả cô ha? Vậy là 40. Dạ. Đây quý vị ơi, quý vị xem lại tô hủ tiếu thập cẩm ha. Mực tôm bò viên. Quá trời luôn. Trứng. Trứng cút quý vị ạ. Cô bỏ nhiều hành phi nó thơm lắm. Sợi hủ tiếu. Sợi hủ tiếu cũng nhiều nữa. Chúng ta để hơi lâu cái nó nở. Đây bỏ nhiều từng ô vào cho nó thơm vậy. Đó, tại cô cho một dĩa đẹp lắm đó. Nhiều có giá nữa.
thử cái nước xem sao. Nước đục quý vị nhé. Bình thường thấy cái nước không của cô là cũng đã đục rồi. Khi mà cô cho trứng vào nữa thì nó sẽ càng đục hơn. Nhưng mà đậm đà quý vị ạ. Đậm đà. Và để lâu cái sợi hủ tiếu nó nở quá trời nở. Nó nở nhưng mà vẫn còn cái độ dai quý vị ạ. Là một cái nước chấm. Hải sản thì chấm với ớt xanh. Ở con mực của cô nè. Con mực mà tưởng đâu là cái quả gì quý vị ạ. Nó tròn tròn á. Nhìn giống quả gì á. Mấy vị nhỉ? Ấy dạ. Rơn ghê. Có trong không? Mực này á, nó nhiều thịt đó quý vị, cũng như là béo, có gân gân. Con có lục bỏ trừ cái đuôi lại thôi. Quý vị nào mà kỳ á thì mình lấy cái đường chỉ này ra. Bộ viên 3 viên nè. Viên nhỏ quá. 45 ngàn thì cũng rẻ. 40 chứ. Cân cúc cũng cắm luôn. Ba mực, ba bầu viên, một tôm, thịt bằm, hai trứng cút. Ngon. Ở trong nóng. Rồi quý vị ơi, hai vợ chồng của ta vừa mới thưởng thức xong tô hủ tiếu thập cẩm quý vị. Hoàng Phúc nha, ở đây giá cũng bình dân, có tô em bé luôn. Tô em bé là có 20 ngàn à, còn nếu mà tô bình thường là 35, tô đặc biệt là 40. Và có thêm xí quách nữa, mà do cô ta ăn nhiều xương, nhiều giò quá đó, nên cô ta ngán, không ăn. Chứ nếu mà quý vị nào mà thích xí quách đó, thì mình có thể gọi nha, rồi một tô xí quách mình ăn. Ở đây cái hương vị đậm đà quý vị, mực á, thì tươi. Và ăn có cảm giác nó béo béo á quý vị. Tôm cũng tươi nhá, tôm mực gì cũng tươi hết á. Mà đặc biệt một cái là hương vị đậm đà. Cái sợi hủ tiếu cũng dai dai. Quán thì có không gian vừa phải thôi. Ở trong đó đếm đi đếm lại chắc cỡ 8-9 cái bàn á. Ngồi trong đó thì hơi nóng chút xíu.
Đó, quý vị nào mà mình có đến Gò Vấp ha, mình muốn ăn hủ tiếu mực thì mình ghé ở địa chỉ là 130 đường số 4, phường 16, quận Gò Vấp, quán bán cả ngày luôn, từ sáng đến chiều. Cô cũng nhiệt tình lắm, vui vẻ. Rồi, cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Vina TV. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị đừng quên nhấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho Vina TV quý vị nha. Bye bye và hẹn gặp lại.